Hello everyone, today we will learn English 8, new program. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải đề kiểm tra một tiết lần thứ 3 của chương trình tiếng Anh lớp 8 thí điểm nha. Rồi, đề A nè, wanted, what, don't, what. Vậy thì sẽ là wanted là đáp án của chúng ta, phát âm ED này nè, it goes, watch it, miss it, rush it, chắc chắn là goes rồi. Ha, các bạn lưu ý, phát âm SES nè, phải phòng khi tối sẽ là S, SH của chị Sương là IT, còn lại là Z. Phát âm ED sau chữ tờ đọc là IT. Chó sủa xuân sao khắp phố phường hoặc là phía xa, kia sao chổi sáng bừng sẽ đọc là T, còn lại đọc là D. Rồi, mention, question, action, education. Rồi, đặc biệt cái từ question nha. Question. Who, when, where, what. Cái này bị câm chữ W rồi. Who. Rồi xuống nhấn âm này. Artistic. Trước âm X này nhấn trước nó một âm. Artistic nhấn âm 2. Historic nhấn âm 2. Dramatic nhấn âm 2. Và scientific nhấn âm 3. Đáp án là câu D. Câu số 2. Medical nhấn âm 1. National nhấn âm 1. Chemical nhấn âm 1. Historical. Historical nhấn âm 2 nè. Khi âm thêm âm cổ vào, âm ổ vào nó vẫn là nhấn của âm X. Rồi, art, athletic này, dramatic này, scientific, heroic này, đó. Medical, hospital, politic, electric, electric, politic này. Đấy, đáp án là politic nha. Rồi, đằng sau like là động từ thêm ing hoặc là to infinity. Câu điều kiện if nè. Ở đây will write thì là có điều kiện loại 1, có điều kiện 1 đây là hiện tại đơn, hiện tại đơn là chủ ngữ số yếu, động từ giữ nguyên chủ ngữ số ít thêm SES. Rồi water pollution là ô nhiễm nguồn nước, water pollution. Câu số 4, me và Nick thích làm gì? Thích coming back. Coming back. Câu này lại câu 1 rồi. Câu số 5, lại là câu kia rồi. Will die. Will die câu điều kiện loại 1 vì sao? Vì ở đây là continue thêm giờ. Câu số 6, water pollution in the ô nhiễm nguồn nước là sự nhiễm độc trong cái hồ mà làm cho cá chết. Đằng sau chữ the này và đằng trước chữ in này sẽ là một danh từ của contaminate, đó là contamination. Contamination câu D đấy. Câu D. Rồi câu số 7, nếu chúng ta sử dụng nước cẩn thận thì nhiều người sẽ có nước sạch để nước sạch, nước ngọt. Bây giờ đây là câu điều kiện loại 1 thì ở đây sẽ là hiện tại đơn. We là chủ ngữ số nhiều cho nên chúng ta giữ nguyên động từ. Câu D. Câu số 8, nếu mà factory tiếp tục đổ chất độc vào trong hồ thì tất cả cá những động và những động vật dưới nước khác sẽ chết. Bây giờ ở đây sẽ là vào trong hồ nước sẽ là into, into. Rồi, bài dưới chia động từ trong ngoặc đúng hình thức nào. Câu điều kiện lại là câu điều kiện ở đây will help là câu điều kiện loại 1 cho nên đây là hiện tại đơn, will là chủ ngữ số nhiều cho nên là recycle. Recycle. Câu số 2, factory, factory. Factory sẽ không đổ rác vào trong sông nếu chính phủ phạt họ nặng. Bây giờ phạt này chúng ta cần nhìn có điều kiện đây loại 1, đây là hiện tại đơn thì ở đây là loại 1, ở đây là will cộng động từ nguyên mẫu. Mà có not thì nó là will, will them. Rồi, câu số 3, nếu mọi người đi lại đi làm bằng xe buýt thì sẽ có ít khói thải xe hơi hơn. Rồi bây giờ các bạn lưu ý câu điều kiện mà có travel ở đây nguyên vẹn như thế này, chủ ngữ số nhiều, động từ giữ nguyên, đây là hiện tại đơn. Vậy là câu điều kiện loại 1 ở đây sẽ là will gì? Will cộng động từ nguyên mẫu will be. Câu số 4, chúng ta sẽ tiết kiệm, tức là cứu được hàng ngàn cái cây nếu chúng ta không sử dụng giấy, không lãng phí giấy. Không lãng phí giấy đấy. Cái này sẽ là câu điều kiện loại 1. Ở đây sẽ là will save. Câu số 5, nếu chúng ta sử dụng nước cẩn thận nhiều người sẽ có nước sạch. Ở đây là câu điều kiện loại 1, ở đây sẽ là will have. Câu tiếp theo, nếu nhà máy tiếp tục trong vòng mấy câu này lặp đi lặp lại với ta. Continue thêm sờ này. Nếu chúng ta tái chế nhiều hơn chúng ta sẽ cứu được trái đất. Will help này. Câu số 8, will be thì ở đây là câu điều kiện loại 1, vậy là travel nguyên vì chủ ngữ số nhiều. Phần reading, ô nhiễm tầm nhìn á, ô nhiễm hình ảnh á,
thì gây ảnh hưởng nhiều hơn, gây ảnh hưởng vào con người nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta lớn đi, tôi nhớ lại khi tôi đi đến một thành phố lớn, tôi thực sự sợ hãi bởi vì có quá nhiều tranh vẽ bậy trên tường của các tòa nhà. Sau đó tôi nhìn lên và tôi nhìn thấy những cái đường dây điện trên đầu tôi. Mặc dù chúng không có nguy hiểm nhưng tôi vẫn cảm giác không an toàn vì tôi nghĩ chúng có thể rớt xuống. Những cái thứ đó đã ngăn chặn tôi khỏi việc đã làm cho tôi ngăn cản tôi việc thưởng thức cảnh đẹp của thành phố. Tôi còn nhớ rằng cái thời gian tôi là một sinh viên của trường đại học, khi tôi quá bận rộn với bài tập về nhà và tôi đã không dọn dẹp phòng của tôi trong 2 tuần, nhìn vào đống bừa bộn trong phòng gây cho tôi quá nhiều căng thẳng đến nỗi tôi không muốn học nữa. Sau đó tôi quyết định lau dọn phòng và đặt mọi thứ vào vị trí của nó. Và tôi còn mua một ít chậu cây nhỏ đặt ở góc phòng. Những cái hành động đơn giản đó đã gia tăng sự tập trung của tôi và giúp gia tăng sự suy nghĩ của tôi và giúp tôi tập trung vào việc học. Bây giờ tác giả cảm thấy như thế nào khi cô ấy nhìn thấy đường dây điện? Cô ta cảm thấy không an toàn. Đây, cô ta cảm thấy không an toàn, unsafe. Chúng ta sẽ trả lời là gì? She felt unsafe. Rồi, tại sao cô ta lại có cảm giác đấy? Bởi vì là gì? Bởi vì cô ta nghĩ nó có thể rớt xuống đầu cô ta. Bởi vì cô ta nghĩ nó có thể rớt xuống đầu này. Chúng ta sẽ chuyển cái này thành C, không để ai nữa. Rồi, câu số 3. Câu số 3 hỏi cái gì? What was she busy with? Cô ta bận rộn với cái gì? Ở đây bận rộn với she was so busy với cái bài tập của cô ta. Đó, đây là bài tập thầy cô giáo giao về nhà đó. Ở đây không xài I, chúng ta sẽ chuyển thành she was so busy, không phải my mà chuyển thành her của cô ta. Nhớ chưa? Rồi, câu số 4, cái gì đã xảy ra khi cô ta nhìn lên đống bừa bộn của căn phòng? Đây đây đây, cô ta the messy room đây này, chúng ta có thể copy từ đây đến đây là cách thứ nhất. Look at the messy room, call her. Rồi, so much stress that she didn't want to study. Đó. Rồi, câu tiếp theo, câu số 5 là cô ta làm gì căn phòng cô ta? Đó, đây nè, đây nè. Cô ta quyết định. Đấy, từ đây đến đây. Cho nó hay ho. Đấy, nhớ này, không để ai nữa mà các bạn chuyển thành C này. She decided to clean the room and put her things in their proper places. She also brought a small plant and placed it in a corner of the room. Đấy. Bài dưới kết hợp mỗi cặp câu sau để tạo thành câu điều kiện loại một. Đoạn một thì sẽ om. Câu này làm sao? Nếu mà sinh viên sẽ có nhiều kiến thức hơn về bảo vệ môi trường. Các giáo viên dạy họ những cái bài học về môi trường ở trường. Nếu giáo viên, nếu bỏ đây, nếu teacher này. If teacher teach the environmental issue a school student will be more. Viết tiếp đoạn kia nha. Viết tiếp đoạn kia. Rồi, câu số 2. Ô nhiễm ánh sáng xảy ra. Động vật sẽ thay đổi thói quen cư xử của nó. Bây giờ nếu mà ô nhiễm ánh sáng xảy ra, pollution happen, animal will change their behavior pattern. Rồi, mức độ ô nhiễm phóng xạ gia tăng, chúng ta sẽ gì đó. Nếu the level of radioactive pollution decrease, we will switch
from nuclear power, năng lượng hạt nhân á, to renewable energy source. Câu số 4. Nhiệt độ nước gia tăng, một vài sinh vật dưới nước sẽ có thể là không thể tồn tại, không thể làm gì đây. Rồi chúng ta sẽ viết nè. If the water temperature increase, some aquatic rồi trong bài dưới. Viết lại câu điều kiện lại hai cho mỗi tình huống. Trong ví dụ này, mọi người ném rác trên đường, con đường không trông không có khuyến, không có thu hút nếu mọi người ngừng ném rác ở trên đường. Các bạn lưu ý câu điều kiện là hai, if cộng với quá khứ giả định và phía bên kia là good cộng động từ nguyên mẫu. Ok rồi, nếu có quá nhiều cái biển quảng cáo trong thành phố chúng tôi, mọi người không thể thưởng thức cảnh đẹp được. Và chúng ta viết là nếu không có, chúng ta phải giả định là một cái điều ngược lại ha. Is there weren't, quá khứ giả định là quá khứ. Mà quá khứ gì? Quá khứ giả định là quá khứ đơn nhưng mà sử dụng were cho tất cả các ngôi. Nhớ đổi ngược lại nhé. Chúng ta sẽ giả định như này, nếu mà không có quá nhiều cái bảng quảng cáo trong thành phố thì mọi người sẽ có thể ngắm cảnh được, thưởng thức cảnh đẹp được. Rồi bây giờ câu 2 này. Câu 3 này. Có quá nhiều ánh sáng trong cái này trong thành phố vào ban đêm, chúng ta không thể nhìn thấy ngôi sao rõ ràng. Giả định một điều ngược lại, lại là weren't nữa ha. So much light in the city at night, we could see the star clearly. Đấy, nếu mà không có nhiều đèn trong thành phố ban đêm thì chúng ta có thể nhìn ngôi sao rõ ràng hơn. Chúng tôi tắt cái máy, cái heater mọi lúc. Chúng tôi phải trả 3 triệu đồng tiền điện một tháng. If we didn't, nếu chúng ta không tắt nhá, turn, chúng ta đây hỏi tắt mà bật, chúng tôi bật cái máy sưởi mọi lúc, chúng ta phải trả 3 triệu đồng tiền điện này. Nếu chúng ta không bật, turn on the heater all the time, we wouldn't pay 3, viết tiếp, million đồng for electricity a month. Quán karaoke làm quá nhiều tiếng ồn vào mỗi đêm. Cư dân phàn nàn nó với ông chủ của nó. Nếu quán này didn't make so much noise every night, the resident wouldn't complain to its owner. Câu 6 nè. Cô ta bị đau đầu sau giờ làm mỗi ngày. Cô ta làm việc ở một cái cơ quan ồn ào. Giờ giả định một điều ngược lại, nếu cô ta không làm việc trong một cái nơi ồn ào thì cô ta sẽ không, cô ta sẽ không bị đau đầu đúng không? Rồi, đây là đề số 1. Cái đề số 2 nè các bạn, đề B nè. Sân phân put unhappy, đáp án là câu C. My by tradition tidy, C. My happy hobby factory, health team tea beat,
A luôn. Listen the open the wanted liver the. Câu C. Rồi nhấn âm athletic âm 2, historic âm 2, dramatic âm 2, scientific âm 3. Medical âm 1, national âm 1, chemical âm 1, informal âm 2. Athletic âm 2, dramatic âm 2 và scientific âm 3, heroic âm 2. Medical âm 1, hospital âm 1, politic âm 2, electric âm 1. Chọn politic. Dramatic âm 2, physical, physical âm 1, environment, environmental, medical, dramatic, physical âm 1 nè, chọn physical. Rồi xuống bài dưới nè, lại là lặp lại cái bài lúc nãy thôi, chọn luôn. Giống bài lúc nãy nè. Water pollution nè. Rồi cái này sẽ gì? Cái này khác nè, nếu mà không khí không có bẩn, đây là câu điều kiện loại 2, chúng ta sẽ xài. Tôi sẽ không hắt hơi quá nhiều, wooden sneeze. Câu số này là câu lúc nãy, will die. Làm rồi, giải thích rồi. Water pollution in the either contamination, làm lại rồi, chọn luôn. Câu nào khác thì chúng ta mới giải nhé. Rồi, if I were you, câu này khác nè. Đây là câu điều kiện loại 2, if I were you, I would buy that car. If I recycle more, đây là câu điều kiện loại 1 nè, sẽ là will have nhé. Làm rồi nè. Rồi xuống bài dưới, chia động từ trong ngoặc nè. Cái này cũng làm rồi luôn. Làm rồi luôn. Rồi cái này làm rồi luôn. Cái này làm rồi luôn. Cái này làm rồi luôn. Cái này chưa làm. Bạn sẽ rớt kỳ thi nếu bạn không lái xe một cách cẩn thận. Cái này là câu điều kiện loại 1. Ở đây sẽ là bạn không đỗ kỳ thi. Don't pass. Vì có not trong câu. Câu này cũng chưa là anh ta sẽ bị ốm nếu anh ta không ngừng lo lắng quá nhiều. Ở đây câu điều kiện loại 1. Chúng tôi sẽ đi tới bãi biển vào ngày mai nếu trời đẹp. Cái này làm rồi nè. Cái này làm rồi luôn. Cái nào chưa làm? Mọi người sẽ nhiều bệnh hơn, nước bị ô nhiễm. Đây, câu này chưa làm nè. Nếu nước không bị ô nhiễm. Nếu nước bị ô nhiễm chứ. Loại 1 mà. Rồi, loại 2 mới làm xong. Đúng không? Rồi, bài đây là hết rồi. Chúc các bạn học thật tốt và đạt được kết quả cao trong cái bài kiểm tra một tiết số 3.